Rồi rất là ok, mình rất là vinh dự để giới thiệu anh Hoàng Thạch Luân là giáo sư ở trường Đại học Texas Tech sẽ mở đầu cho cái ngày thứ hai của gặp gỡ mùa hè. Giáo sư Hoàng Thạch Luân á, là một cựu sinh viên khoa toán ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên và tốt nghiệp năm 1997. Sau đó giáo sư tốt nghiệp tiến sĩ ở trường Đại học Indiana vào năm 2005. Trước khi trở thành giáo sư ở trường Texas Tech là giáo sư Hoàng Thạch Luân đã làm postdoc ở Minnesota từ năm 2005 đến 2008. Thì giáo sư Hoàng Thạch Luân là chuyên gia trong ngành phương trình đào hầm, riêng và với những application vào cái thủy động lực học, hệ thống động lực và cái phương trình trong những môi trường chắc chắn có lỗ hổng. Thì lão thường thành biết là giáo sư Hoàng Thạch Luân là rất là mát tay trong cái việc hướng dẫn sinh viên, đặc biệt là sinh viên Việt Nam. Là có hai người Việt làm việc với giáo sư Hoàng Thạch Luân hiện tại đó là giáo sư ở một số trường đại học của Mỹ. Thì hôm nay giáo sư Hoàng Thạch Luân sẽ báo cáo trình bày về bài về last time assertive behavior of the fluid in the Eulerian and the Lagrange formulation. Xin mời giáo sư Hoàng Thạch Luân. Ok, rất cảm ơn giáo sư Khải về giờ lời giới thiệu. Xin chào tất cả mọi người, các đồng nghiệp và các anh chị sinh viên và học sinh. Trước hết là nói chỉnh một chút, không phải chỉnh mà tôi tốt nghiệp ở Texas A&M nha. Nó bị đuổi khỏi Indiana nên phải xuống Texas A&M làm PhD nên chứ không phải là bằng ở Indiana. Ok, rất cảm ơn là ban tổ chức đã mời tôi tham gia và trình bày công trình khoa học lần này. Thì thật ra là tôi đã biết cái gặp gỡ mùa hè này từ rất lâu, nhưng mà hồi xưa là không có bao giờ có dịp về Việt Nam đúng lúc hội nghị, thành ra không 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 có tham dự lần này. Thì nhờ là làm ở trên online, ở trên Zoom, thành ra là bây giờ có dịp gặp mọi người rất là vui. Thì hôm nay tôi sẽ trình bày một đề tài là tạm gọi là tính chất tiềm cận theo khi thời gian ra vô cùng của chất lưu thể hả, trong dạng Euler và Lagrange. Thì đây là khái quát về bài nói. Thứ nhất là giới thiệu, thứ hai là sẽ nói sơ qua về phương trình Navier-Stokes và các phương trình khác có liên quan, và phần cuối là phần về là quỹ đạo Lagrange. Thì cái khó của bài nói này là tại vì số người tham gia là có đủ thành phần từ học sinh trung học đến đại học, rồi đến anh chị em đang làm nghiên cứu sinh, thành ra là mình cứ từ từ mình nói ha. Thì có phần nào khó quá hay dễ quá thì tùy mọi người thì cứ hỏi ha. Thì thứ nhất là về phần giới thiệu. Phần giới thiệu thì nói về các chất lưu thể, thì chất lưu thể ở đây có cả chất lỏng và chất khí ha. Thì hồi xưa mình cứ dùng chữ fluid á, thì trong đầu mình học tiếng Anh thì mình cứ tưởng là chất lỏng, nhưng mà thật ra nó cả chất khí. Thì khi mà người ta mà mô tả để tôi thêm trang ha. Khi mà người ta mô tả mấy cái chất này á thì có hai cách, thông thường là có hai cách mô tả. Một á là mô tả, mình nói ý chính ha. Một là mô tả của Lagrange đúng không? Mấy người thấy đấy chứ gì đúng Thấy luôn. không? Ok, thì là thí dụ chất chất lỏng thì mới giống như mình ngồi trên bờ sông đúng không? Mình nhìn cho sông dòng sông chảy. Đúng không? Thì chất mô tả của Lagrange là tại một điểm vật lý ha, một điểm là cho cái chất lỏng có thật sự á, thì khi mà người ta mình muốn nghiên cứu nó là thì mình chạy theo nó đúng không, mình chạy theo nó đi đâu đó, mình chạy theo nó đi đó, tại đi tới đó. Thì cái này thì nhiều người người ta ví dụ giống như là anh chạy theo dòng sông mà anh ngồi trên thuyền đúng không, anh ngồi trên thuyền và anh chạy theo dòng sông và anh quan sát mọi thứ. Thì có một cách thứ hai nữa là anh đến trên bờ đúng không,
anh đứng trên bờ, thì tại trên những điểm trên dòng sông, giống như anh nắm cái cọc đúng không, tại những điểm cố định trên dòng sông á, thì là những điểm cố định trên dòng sông giống như anh nắm cọc, thì anh quan sát là cái chất lỏng chất chảy á, là chạy qua cái điểm cố định đó. Thì cái đó, cái thứ hai á, cái này Lagrange là mình chèo thuyền, mình đi trên thuyền đúng không, còn là Euler Euler là mình đứng ở trên bờ mà nhìn tại những điểm cố định, thì mình nhìn cái dòng chảy tại đã chạy qua cái điểm đó. Thì dòng chảy đó thì cái chất thật sự của nó, vật lý của nó thì ở đâu mình không biết, nhưng mà mình cứ chạy qua đây là mình nhìn, là mình quan sát và mô tả nó là chạy qua cái điểm mà mình đang quan sát đó, là ý như vậy. Thì tất nhiên là nếu mà mình sử dụng các định lý của, tạm gọi là định lý của Newton để mô tả chất lỏng đó, thì tất nhiên là mình phải coi là một cái chất vật lý đúng không, một hạt vật lý. Thì thông thường là khởi đầu đó, người ta sẽ dùng là Lagrangian, Lagrange mô tả Lagrange đúng không, người ta sẽ mô tả Lagrange tại vì cái đó là vật lý đó. Nhưng mà sau này á, khi mà mình muốn viết về PD, dạng PDE này nọ, thì người ta thì cái dạng của Euler á, thì nó lại là đơn giản hơn đó. Nhưng mà về mặt toán á, thì dạng Euler mặc dù nó sau này mình sẽ viết lên loại Navier-Stokes này nọ, thì là nó vẫn khó nhưng mà nó lại vẫn là dễ hơn là dạng Lagrange. Thì tất nhiên là người ta cứ cứ, cứ phần lớn là người ta nghiên cứu dạng 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 Euler, nhưng mà gần đây á, tất nhiên có thể người ta cũng làm từ xưa rồi, nhưng mà gần đây người ta bắt đầu chắc là dạng Euler đánh hoài không ra nên là bây giờ bắt đầu người ta coi lại dạng dạng Lagrange. Thì gần đây tôi thấy là có một số bài nó lại bắt đầu coi là dạng Lagrange. Dạng Lagrange thì nó phức tạp, nhưng mà và trên nguyên tắc á, thì là dạng Lagrange ra, nếu mà mình biết được cái solution đó, cái nghiệm đó, thì thường thường là nghiệm nó tốt hơn trong thời gian ngắn nha. Đó thì tại vì nó quá phức tạp, thành ra là phần lớn các kết quả đều cho thời gian ngắn, thời gian ngắn. Còn thời gian dài á, thì dạng Euler mà còn không hiểu nổi thì là dạng Lagrange thì càng càng khó hiểu hơn, đúng không? Thì tôi có ghi ra đây là các bài viết gần đây, nhưng mà tại vì là cái này là họ làm toàn là thời gian ngắn không à. Thì về mặt thời gian là gần như là họ họ không biết cái gì, là các công trình là không không có. Về dạng Euler á, thì tất nhiên là sau này mình biết là nó dùng là velocity, tức là vector vận tốc, và pressure là áp suất. Thì nó viết ra dạng phương trình Navier-Stokes. Thì phương trình Navier-Stokes về lịch sử nó rất là lâu đời rồi, người ta làm rất là nhiều rồi, thành ra là người ta ta biết rất nhiều. Tất nhiên là về mặt toán á, thì các vấn đề cơ bản vẫn là cho ba chiều, vẫn là chưa biết hết, nhưng mà trên nguyên tắc là nó người ta vẫn biết rất là nhiều, nhiều hơn hẳn so với Lagrange, đúng không? Thì cái mối quan hệ giữa Euler và Lagrange là x là vector vị trí ha, thì x prime á, x đạo hàm của x nó bằng là u, đây là velocity hay là vận tốc tại điểm x, nhưng mà bây giờ là x là phụ thuộc time, thành ra xt rồi t. Thì tất nhiên là nếu mà mình muốn nghiên cứu trực tiếp là cái Lagrangian đó, Lagrange của nó, thì tôi nói rồi là đi ra từ dạng PDE của Lagrange thì nó phức tạp, nhưng mà vì cái định định nghĩa này nè, thì mình có thể là biết là UXT, lúc mà cái UXT này thì X là independent variable, thì cái này nó là nghiệm của Navier-Stokes. Rồi sau khi mình giải được nghiệm Navier-Stokes rồi á, thì mình dùng cái định định nghĩa của velocity của vận tốc á, thì mình một giải một cái ODE trong không gian R3 đúng không, thì mình hiểu được là tại từng điểm nó di chuyển như thế nào. Ok, thì tất nhiên là cái này cũng khó, là tại vì giải Navier-Stokes là cũng không đơn giản đúng không, nhưng mà trong một số trường hợp khi mà mình hiểu được cái vận tốc đi từ Navier-Stokes mình hiểu được đó, thì tất nhiên là mình cố gắng sẽ hiểu được cái Lagrangian, cái quỹ đạo Lagrange này. Thì cái này tôi viết ở đây là
là tất nhiên là một cách, một approach thôi, một cái tiếp cận thôi. Thì trong trường hợp mà bài nói của tôi sắp nói đây thì nó làm được. Còn trên nhìn chung thì tất nhiên là mình vẫn không làm được, là tại vì mình không hiểu được Navistock, thì làm sao mình hiểu được cái thằng Lagrange của nó. Nhưng mà trong một số trường hợp cụ thể thì mình vẫn hiểu được. Bây giờ là mình giới thiệu phương trình Navistock. Thì phương trình Navistock thì nó là một hệ, thì U ở đây á nó là gì, nó là vector vận tốc, nhiêu là viscosity chất nhớt của chất lỏng hoặc là chất khí, P là pressure là áp suất, divergence free là điều kiện incompressible tức là không có co giãn. Thì để mình tại vì có nhiều anh chị em sinh viên ở đây, mình viết lại một chút cho nó vui ha, là làm sao mà viết được vào các phương trình này. Thì thứ nhất là conservation of mass, đúng không? Nhất là giả sử là rho là tỷ trọng hả? Density tỷ trọng hả? Trọng lượng riêng ha, hay là tỷ trọng? Density thì giả sử mình có một cái bọc vật chất ở trong đây, đúng không? Giả sử là cái density, cái tỷ trọng là rho, thì cái bọc này, cái này là tạm gọi là O đi, thì tổng gồm cái mass của cái phần cái khối lượng conservation là khối lượng, ok, bảo toàn về khối lượng. Khối lượng ở đây nó sẽ là tích phân của rho dv, đúng không? Dx, ok, dv đi, đúng không? Thì mình coi là cái sự thay đổi theo thời gian của cái khối lượng trong cái bọc O này á là như thế nào. Thì làm sao mà nó thay đổi, thì giả sử mình không có mất mát gì hết thì nó chỉ thay đổi là qua biên thôi, đúng không? Qua biên thì qua biên này nó có là vector trục tuyến là n, đúng không? Thì là cái flux á, mà chạy qua biên á, mass flux mà chạy qua biên, đúng không? Nó sẽ là rho nhân v, v là velocity nha, v là vận tốc. Thì hoặc là nó chạy vô chạy ra, đúng không? Thì cái toàn bộ cái flux, mass flux á, là cái khối lượng vật chất mà nó chạy qua biên á, là ở đây, đúng không? Ở trên biên partial dO, đúng không? dV. Thì cái trên biên nó chạy mass flux á, thì thật ra là mình phải check dot product, đúng không? Với lại là cái thằng N, cái thằng trực tuyến, đúng không? Trên biên. Vậy đi. Nhưng mà giả sử là tại vì mình để cái N này đã chỉ ra ngoài, đúng không? Thì khi mà nó chạy ra ngoài á thì khối lượng nó phải giảm. Mà nó chạy vô trong á thì khối lượng tăng, thì mình để vô trừ đây. À. Rồi sau đó mình dùng cái diversion free, đúng không? Định lý divergence. Không, divergence free, xin lỗi. Định lý divergence, đúng không? Thì mình có là gì? Integral của O của nhiếp nhiếp rho v dv, đúng không? Thì nếu mà mình chuyển qua thì là mình cái này giả sử mọi thứ đều tốt, mình đưa cái đạo hàm vô trong ha, thì mình có đi rho trên dt nè, cộng cho biết rho v dv bằng không. Thì cái này nó sẽ là với mọi tạm gọi trừ mọi đi ha, là tập ô ở trong không gian. Thì một á là nếu mà mình học về lý thuyết measure theory, đúng không, lý thuyết độ đo á, thì từ đây là mình suy ra là tuần điểm, đúng không, pointwise là đi rho trên dt cộng dip rho v bằng không, ok. Còn nếu không á, nếu mà ở đây có nhiều người mà chưa học lý thuyết độ đo thì mình có thể là lấy trung bình trên là cái measure cái thể tích của cái O, thì lấy cái
cái ô này càng nhỏ, cái bọc này càng nhỏ 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 thì là giống như là mình có định lý giá trị trung bình đó, thì nó sẽ ra ra là cái từng điểm, đúng không? Thì cái này làm vậy để cho một số anh chị em sinh viên theo dõi. Thì incompressible fluid, đúng không? Incompress. Thì cho đơn giản ha, đơn giản. Đơn giản thì mình lấy là rho bằng constant. Các không nha, lớn không. Thì lúc đó là rho mod thì mình có divergence bằng không. Ok. Giả sử V là bằng V1, V2, V3. X bằng X1, X2, X3. Thì mình viết dip V nó sẽ bằng là gì? Đi đi V1 trên dx1 cộng đi V2 trên dx2 cộng đi V3 trên dx3. Thì cái này là điều kiện này nhiều khi đó điều kiện này người ta gọi là điều kiện là incompressible, đúng không? Thì cái phương trình nó là một trong những cái phương trình ở dưới đây đó. Thì đó, tôi đã giới thiệu một phương trình, còn phương trình còn lại thì tất nhiên nó phức tạp hơn. Thì tôi muốn giới thiệu là nói nhanh là cái phần non-linear này cho một số người, tất nhiên là một số người mà chưa biết đó. Thì cái này từ đâu thì mình dùng, thay vì u mình dùng v đi, v á, đúng không? Thì mình biết là v x nó bằng u x t, đúng không? Thì mình có Newton's law, đúng không? Newton's law thì F bằng MA, đúng không? Thì một dạng ngày xưa mình học trung học là F bằng MA, thì lên đại học mình học thì một chút nữa là thay vì MA á, thì nó là D over DT của MV. Cái này gọi là moment, đúng không? Bằng F. Đó là nhìn chung, nhưng mà bây giờ mình làm tại từng điểm nhỏ thì là thay vì là M á, thì mình để rho thôi. Bây giờ rho của mình con tăng rồi thì là mình chỉ coi là d over dt, d over dt của v thôi, đúng không? Thì cái này là chỉ có một điểm rất là thú vị ở đây là thế nào là d over dt của v. Thì v này á, nếu mà mình muốn là dùng dạng Lagrangian, đúng không, là mình đi như vậy, đúng không? Thì mình dùng là định lý là công thức đạo cái hàm của hàm hợp. Thì mình có dv over dt nè, cộng cho là gì, dv over dxi. V này là một vector nha, mình viết vậy cho nó gọn ha, nhân cho xi prime. Mà xi prime này chẳng qua cũng là v, đúng không? Vi. Thật ra nếu mình viết vậy thì nó sẽ là gì, dv over dt cộng cho v. Cách này là cách viết lịch sự ha, là v dot grad v. Thì tôi muốn giới thiệu một cách nhẹ nhanh như vậy để cho các bạn thấy là cái phần non-linear của Navistock mà lâu nay mà ai cũng muốn, tức là thấy là rất khó chịu, tất nhiên là cũng là nằm trong cái pressure nữa, cái áp suất nữa, nhưng mà cái phần này thì là nó chẳng qua là nó là gì, cùng dùng công thức đạo hàm hàm hợp thôi, không phải như các phương trình khác là porous media hay là Schrödinger non-linear singular, là mình phải có lý thuyết hoặc là mình có công thức có lý thuyết khác. Mà trong Navistock á, thì nó chỉ là đạo hàm hàm hợp thôi, rất là rồi sau đó tất nhiên là cái phần F là cái gì. Cái phần F thì thôi, cái này là có nhiều cái lý thuyết ha. Thì phần F thì sau này mình viết được lại là Laplacian cộng minus Grassby. Ok, thì mình muốn giới thiệu một chút cho một số anh chị em sinh viên biết. Thì mình nên là có một hệ, đúng không? Thì ở đây là mình có là ba phương trình, còn đây là một phương trình, đúng không? Thì sau đó cái đó là cái ẩn là gì, ẩn là u, thì u là ba ẩn, đúng không? Tại vì nó là r3 thì p nữa, xin lỗi, p một cái nữa là một ẩn, mình đã có bốn phương trình bốn ẩn. Thì cái này thì là mình nói là phương trình này là bậc 2, là theo đạo hàm của U. Ok. Rồi. Thì cái này thì tất nhiên là mình biết rồi, là cái bài toán gọi là $1 million hả?
của cái viện Clay á, thì là cũng nằm trong trong về bài toán này, đúng không? Thì nhưng mà nói về là regularity thì hai bài toán chính ở đây á, là gì, là uniqueness tức là tính độc nhất của nghiệm yếu, hay là cái tính là tồn tại toàn thời gian của nghiệm mạnh, đúng không? Nhưng mà thôi mình không nói ở đây. Thì trong bài toán này tôi sẽ xét là về điều kiện biên, thì mình xét điều kiện biên thì cái vùng của mình ở đây. Nó không dính, mọi người cái nó không bị dính, nó không dính, xin lỗi nha. Rồi trước nha. Không biết tại sao nó không có dính, nó không ăn. Ok rồi. Thì có một bài toán thứ nhất là mình xét cái chất nó nằm trong một cái miền cố định. Cái miền đó cố định thường thường mình gọi là omega. Thì bài toán này mình phải xét là cái điều kiện biên của U ở trên omega, biên của omega như thế nào. Thì ở đây mình coi là điều kiện Dirichlet là U bằng 0 trên biên. Đó là một. Cái thứ hai nữa về mặt kỹ thuật đó, để sau này mình xài Fourier series đúng không? Fourier, chuỗi Fourier đó, mình giả sử là cái mọi hàm, mọi solution đều, mọi nghiệm nó đều là periodic, tức là nó tuần hoàn theo từng hướng của không gian đa chiều, đúng không? Đi từng hướng thì ở đây là một cái mình được gọi là cái box, periodic box, không, cái là khối tuần hoàn. Thì mình có là cạnh là L1, L2 và L3. Thì này về mặt kỹ thuật để mình dùng chuỗi Fourier thôi. Còn một cái mặt kỹ thuật khác nữa là mình giả sử là các hàm này đều có là zero average, tức là lấy tích phân trên toàn cái khối này á, thì nó là zero. Thì nếu mà mình không có zero average á, thì cái điều kiện là trung bình là zero á, thì mình phải dùng mấy cái Galilean transformation, cái biến đổi Galilean để mình đổi về cái này. Thì cái này về mặt kỹ thuật thôi ha. Ok, về notation thì thôi, cái này để sau này viết cho chính xác thôi, chứ mình không có đi vô chi tiết ha. Bây giờ mình nói đến cái ý về asymptotic expansion. Nói về cái ý asymptotic expansion ha. Được rồi. Ok. Sau là phát triển hội phát triển tiềm cận. Asymptotic expansion ha. Là phát triển khai triển tiềm là tiềm cận. Thì tất cả khởi đầu từ là phát triển Taylor, đúng không? Giả sử ok, hàm tốt đẹp thì mình làm vậy đi. Khi mà x tiến với không á thì là fx cỡ như là có thể dấu bằng, nhưng mà thôi mình để vậy, vậy trước đi ha. Từ không đến vô cùng của cnx mũ n, đúng không? Thì nếu mà hàm tốt á, thì cái này có nghĩa là gì? Sắp xỉ cái x đến 0 là gì? Là khi là mình lấy x, fx mình trừ cho cnx mũ n, n từ 0 đến một cái số n lớn. Thì mình khi mà mình trừ ra như vậy á, thì nó sẽ tiến về 0 nhanh hơn là x mũ n, đúng không? Thì mình gọi là cái đó là big O của x mũ n, nhưng mà thấy thôi cộng thêm một cái epsilon đi, tiến nhanh hơn. Đó là khi mà x tính được không, đúng không? Đó từ Taylor thôi. Dạ, bây giờ các phương trình đạo hàm riêng hay là phương trình vi phân á, thì thường thường ok, không phải luôn luôn nha, nhưng mà thí dụ mình muốn nói về đại não, tức là cái tính tính chất mà khi x ra vô cùng nó trong thời gian dài á, thì tức là t ra vô cùng, thì ở đây mình lấy thí dụ như mình lấy là x bằng 1 trên t, mình cho t ra vô cùng, đúng không? Thì lúc đó mình gọi mình redenote ra, mình viết lại thôi, chứ không phải là cùng một f. Ft là cỡ như là không phải cùng một f nha, f khác nha. N bằng 0 đến vô cùng của cn nhân t mũ trừ n, đúng không?
mà cái này mình chỉ cần là chi một chữ em tiếng nói không thôi, mà mình đâu có cấm mình là thí dụ giả sử là nó tăng mà nó tăng nhanh hơn cả là các hàm mũ theo thời gian thì sao? Giả sử như là y mũ trừ chi chi ra vô cùng. Đúng không? Bây giờ nó có là cái này. À, đúng không? Cái này là mình thấy là dễ dàng từ Taylor. Nhưng mà tất nhiên là nó có nhiều cách, ví dụ là cách nhiều cách để phát triển lý thuyết nó lên. Là ví dụ như là đâu có ai cấm mình là cái này nó phải là trừ energy đâu, tại vì nó tăng mà. Cái này nó tăng theo trừ energy nhưng mà có thể thể tăng theo một số dạng khác. Thì ví dụ như cái dạng đó là gì? Y mũ trừ alpha energy mà alpha nó dương và nó tăng vô cùng đến vô cùng. Đúng không? Cái thứ hai nữa là tại vì nó này nó tăng rất là nhanh, nó cái exponential này, nó cái hàm này nó giảm rất là nhanh, thì cái cn này nó không có nhất thiết là phải là hằng số nữa mà nó có thể là một cái hàm, thì cái hàm này nó có thể là tăng nhưng mà nó không tăng đủ nhanh để mà nó ảnh hưởng đến cái bậc của cái thằng giảm exponential này, đúng không? Hàm mũ nó không là không tăng được nhanh để ảnh hưởng đến thằng hàm mũ. Thì ví dụ như cái thằng nào nó tăng hoặc nó giảm nhưng mà nó không ảnh hưởng đến hàm mũ là cái thằng đa thức, thì cái này cũng có lý, thì cái này có lý cũng là y chang như cái kia, là sẽ có nghĩa nào fg mà trừ cho sum n bằng không đến cap n đó của fnt là y mũ hàm mũ trừ alpha nt, thì cái này nó là ô của cái gì, y mũ trừ cái thằng alpha cho sau cùng ở đây ha, cái thằng alpha sau cùng ở đây, nhưng mà nó phải tăng nó giảm nhanh hơn cái thằng sau cùng ở đây thì nó cầm thêm một cái epsilon chút đỉnh đó đó. Thì tôi muốn giới thiệu cái ý của phát triển, một dạng phát triển đặc biệt nha. Chứ tất nhiên là có nhiều lý thuyết phát triển lắm, thì cái dạng này là ông thầy tôi là Fourier với lại đồng nghiệp là So là thiết lập cho Navistocks, thì tôi phát triển theo hướng này, thì tất nhiên có nhiều hướng phát triển lắm nhưng mà đây là một hướng đó, đó là ý thôi ha. Thì mình quay lại cái định nghĩa này, thì một phát triển đúng không tiệm cận, một khai triển tiệm cận Fx theo dạng là Fnt nhân y mũ trừ alpha nt, mà alpha n là nó tăng ra vô cùng, thì Fn là một cái polynomial, một cái đa thức, thì cái nghĩa là khi là cái gọi là remainder, cái phần hai phần trừ nhau của cái xấp xỉ hữu hạn thì nó phải tăng nhanh hơn là cái thằng thằng sau cùng của trong cái xấp xỉ đó. Đó thì tôi giới thiệu đó, đó là cái ý cái khái niệm. Thì bây giờ cái khó là gì? Cái khó làm sao mà đưa cho mình một phương trình mà mình chứng minh được là cái nghiệm nó có cái phát triển đó. Đúng không? Thì tất nhiên là nó phải qua lịch sử nó trải qua một chút, thì bây giờ tôi không biết có thì giờ mình ủa nửa tiếng rồi hả? Có cần nhau phải đi nhanh không? Luôn còn nửa tiếng á, luôn cứ ok. Ok, để thôi nói thêm một cái hàm chiếu đi, để cho thí dụ mấy anh chị em nào học linear algebra thấy là có ứng dụng một chút cái ý thôi nha, chứ không phải là thật sự là kia đâu. Là thí dụ mình biết là Navistock ha. Mình hết cái này rồi chút nữa mình đi nhanh. Biết lại Navistock đi. Util minus new graph Laplace u trong u dot graph u bằng minus graph t. Rồi đi u bằng không đi ha. Thì nếu mà mình nhìn á thì cái phương trình đầu tiên á nó nhìn giống parabolic lắm, mà tất nhiên là không phải parabolic, nó có cái này. Đúng không? Thế thằng này, minus graph t này. Thì cái khó của Navistock, một đó là anh nói là non-linear term, hai là anh nói là cái thằng graph t, ai muốn nói thì sao nói, đúng không? Tự nhiên hai thằng kết hợp. Thì mà nói về cái dynamical system là cái hệ động lực á,
thì tất nhiên là thông thường là nó đi từ ODE. Nếu mà mình chuyển từ PDE, tức là phương trình đạo hàm riêng, sang là phương trình vi phân á, thì nó nhìn nó tốt hơn và có rất nhiều ý ở trong phương trình vi phân. Thì làm sao mà viết cái phương trình đạo hàm riêng này sang dạng phương trình vi phân, thì tất nhiên thì mình giả sử mình nhớ, giả sử mình cái thằng minus grad p á, mình grad p này á, mình nhớ cái hàm của mình á là divergence free. Giả sử đó mình nhân một cái thằng vi mà divergence của vi nó bằng không, giả sử mình nhân vô ha, mình lấy dx, giờ dùng dx đi đúng không, thì dùng integration by parts đúng không, tích phân từng phần. Thì bây giờ giả sử mình viết về là dạng theo dạng là dip nhân cho vi đi, để cho các bạn theo dõi, thì nó bằng minus cái gì, p nhân vi vi cái sum ha, sum đi, sum từ i từ 1 đến 3 đi ha, rồi sau đó cộng cho omega của p nhân cho vi đó, cái n ha, nhớ cái n hồi nãy, thì cái n hồi nãy mình có là n 1 n 2 n 3 vi n i cái này nó là v dot n đúng không, yes. Nhưng mà cái của mình rõ ràng là đã divergence free rồi, thì cái này nó bằng không, đúng không? Thì cái này á, thì giả sử cái mình đang xét cái trường hợp hoặc là v bằng không trên biên á, thì cái này cũng bằng không, v dot n cũng bằng không. Còn nếu không á, mà phương trình mà trên cái hộp gọi là tuần hoàn á, đúng không? Thì giả sử mình có là n cái mặt trên và n là mặt dưới, đúng không? Thì hai cái n này nó ngược dấu nhau, đúng không? Trên với dưới ngược dấu, nhưng mà phương trình nó là tuần hoàn, thì là nhân với hai ngược dấu, khi mà cộng lại lấy tích phân ở trên hai mặt này á, nhớ pi và vi đều tuần hoàn á, thì nó cũng đều là bằng không, nó ngược dấu nhau thì bằng không, thành ra cái tích phân này bằng không, nghĩa là khi mà mình chiếu xuống không gian của các hàm mà có divergence free á, thì cái grad pi này nó văng đi, ok, thì cái đó gọi cái phép chiếu đó nó gọi là Lorentz projection. Thì mình được, khi mà mình làm cái Lorentz projection á, thì mình giả sử mình đi cái du truyền, ok, để mình ok, mình làm cái Lorentz projection cho toàn phương trình luôn đi nha, TL đây đi ha, TL đây đi, mình biết cái bên phải là nó ra không rồi. Thì bên trái á, giả sử mình đổi được cái u cái đạo hàm theo thời gian với lại PL á, thì PL of u là u thôi, tại u mình đã có là divergence free rồi, thì lúc đó là mình chỉ cần viết lại là ut rồi minus new, ok, cộng new đi, PL của minus và plus u cộng cho PL của u dot grad u bằng không. Thì này, nếu cái này mình đạt là một cái gọi là toán tự liên tuyến tính, rồi thì mình có ut cộng cho new au cộng cho cái này là bilinear, tức là đa tuyến tính và hai tuyến tính nha, là tuyến tính theo u và tuyến tính theo u bên trái và bên phải, thì cái này mình gọi là buu, ok. Thì cái này á, thì tất nhiên là nó phải có ý nghĩa riêng của nó, là nó chậm trên không gian nào, ok, phức tạp hơn. Nhưng mà cái chính là bây giờ mình viết ra dạng như vậy á, thì nó nhìn giống như là ODE, nó giống như là phương trình vi phân, mà phương trình vi phân thì có rất là nhiều công cụ và nhiều ý là về dynamical system, về hệ động lực, nhất là ok, đúng không? Tại vì nó có lịch sử, nó phát triển rất là lâu đời. Đó. Thì đó là tôi muốn nói là đó là cách viết lại một dạng ODE, tức là không phải hẳn là ODE rồi, nhưng mà dạng gọi là ODE ha. Thì năm 1900, thì cái lịch sử này, thì nếu mà người ta nghiên cứu cái này á, thì BUU này nó có một tính chất rất đặc biệt, thì tôi không muốn vô chi tiết ở đây. Thì là mình biết chắc chắn là khi mà nó không có, có cái force này á, thì là u nó sẽ tiến về không khi mà t ra vô cùng, thì cái đó ai cũng biết. Nhưng mà cái khó hơn á, mà sau này người ta cũng biết, nhưng mà biết ở một mức rất là
nếu mà yield mà không phải là một nghìn không á thì nó sẽ có bị chặn dưới, tạm gọi viết vậy đi ha, bởi một thằng exponential, đúng không? Nhưng mà còn cái khó hơn nữa là nó bị chặn dưới và bị chặn trên. Ok, cái phía trên này nó nói là nó cũng bị chặn trên bởi một cái exponential, một cái hàm mũ. Cái này, cái thứ hai là nó bị chặn dưới hàm phủ. Nhưng mà chính xác nó là cái gì? Thì cái đó là cái ông thầy tôi là Fourier với lại đồng nghiệp và so là năm 1987. Trước đó thì họ chứng minh là ok, trước đó họ chứng minh là nó cỡ như vậy. Mà lambda này là eigenvalue của A thì sai, tạm gọi đi ha. Còn lambda sai là cái giá trị riêng của cái tăng tử này. Nhưng mà sau đó họ phát triển lên nữa là chẳng những là họ có thể là biết được cái điểm đầu tiên, cái mode đầu tiên của decay, mà nó còn biết được hết. Rồi, tức là có cả phát triển nữa. Mà các phát triển này cho phép là mình là khi mà thời gian là dài á, thì mình muốn cho cái error, đúng không, cái remainder, cái yield mà trừ cho cái sắp xỉ của nó là nó giảm cỡ nào cũng được, mình không biết được. Thành ra là gần như là nó như là cho là chi tiết tuyệt đối về cái yield. Tôi tạm gọi là, nếu mà tôi muốn nói thì tôi nói thêm nữa là gọi là chi tiết tuyệt đối, còn bây giờ tạm gọi là chi tiết và gần như tuyệt đối về cái solution yield này. Đó. Thì cái ý đó là như vậy. Rồi sau đó thì tôi với lại là đồng nghiệp á, thì là chứng minh cái này về mặt kỹ thuật thôi, là cái phát triển đó nó cũng đúng cho các không gian Jevray. Thì các không gian Jevray này cái norm nó rất là mạnh, cái chuẩn của nó rất là mạnh. Nhưng mà cái vấn đề nó không phải là vấn đề chỉ là mình tăng là cái norm rất là mạnh thôi, mà cái kỹ thuật của nó giúp cho mình nó hiểu nó hơn, và sau đó là chúng tôi có thể làm được một loạt các bài toán khác. Giống như là trong trường hợp mà có cái Fox nè, có cái luật ở bên phải này, thì là về mặt nguyên tắc mình thấy không, nếu mà cái luật cái Fox cái F này á, là nó có một dạng phát triển, thì thằng U á, cái solution á, cái nghiệm nó cũng có một dạng phát triển tương tự. Thì cái đó tôi làm được là thứ nhất là làm cho exponential, đúng không, hàm mũ, thì cái đó cũng dễ rồi. Sau đó thì tôi với cái anh với giáo sư Tăng Cao Tiến Đạt á, thì làm cho các hàm power, các hàm mũ, các hàm power, hàm gì, lý thừa, cái hàm lý thừa, đúng không? Nhưng mà cái này nó có một cái sự khai xác biệt, tất nhiên là về mặt kỹ thuật thì làm được, mà có cái ý nghĩa nó hơi khác một chút, nhưng mà thôi. Bây giờ còn 15 phút hả Khải? Luôn còn không khoảng 15 phút anh luôn. Yeah. Oh my god. Thôi chắc như vậy thì không có đủ nói cho business đâu. Thì cái business đó thì hiện giờ tôi với đồng nghiệp đang làm cái một hệ gọi là business, thì hệ business đó là nó sắp xỉ là cái luật buoyancy force của Archimedes, đúng không? Cái luật được gì quên rồi ta. Được nổi á. Dạ biết rồi, là gì quên rồi. Nổi, tức là nếu mà nhiệt độ cao á thì là cái vật chất nó, cái chất lỏng nó bay tăng lên, đi lên, mà lực mà yếu mà nhiệt độ thấp á thì nó nặng hơn, nó đi xuống, đúng không? Đó, cái này nó thêm cái term này, còn cái là phương trình của nhiệt độ. Thì tụi tôi làm thì cũng giống như vậy thôi, thì khi mình viết lại á, tại vì có cái term theo cái nhóm này, thì khi mình viết lại cái PDE thành ODE á, thì mình viết cái thứ hai của nhiệt độ á thì dễ thôi, bên phải là số con, nhưng mà cái đầu á nó bị mắc mướu á, là nó có thêm một cái hàm linear này nữa. Rồi về mặt kỹ thuật á, là anh có thêm một hàm linear mà lúc mà cái đại tính chất đại số, mà khi mình tính ra cái phát triển á, thì nó không nhất thiết phải được. Nhưng mà mình nhìn nè, đây là có cái thằng AU này là A tilde theta, đúng không? Con này có L theta. Nếu mà mình viết cái dạng như vậy nè, đúng không, thành một hệ, thì cái phần linear của nó mình viết là như vậy: A, cái này là L, cái này là không, cái này là A tilde, đúng không?
cái thành phần linear mình nhìn nó giống là upper là triangular đúng không, tức là đa giác trên, à, tam giác trên. Mà nếu mà mình coi, tất nhiên là cộng thêm non-linear đúng không, nhưng mà nếu mà mình học linear algebra khi mà mình giải cái hệ tuyến tính mà có dạng tam giác mình khoái lắm đúng không, tại mình có thể dùng gì back substitution, tức là giải ngược từ dưới lên trên đúng không. Thì cái này tất nhiên là cái này non-linear, bài toán phi tuyến thì không thể làm vậy được, nhưng mà mình nói là asymptotically, tức là khi mà thời gian về dài á, thì là cái này có khả năng mình có cái ý nào giống giống như vậy không, tức là về dài, lâu về dài mình có thể giải ngược là từ dưới lên trên. À mà té ra và thật ra là mình cũng làm được, tức là nếu thằng diêu á, mình nói là một nghiệm thì là thằng diêu nó cũng một cái có phát triển, mà thằng theta cũng có mức phát triển, mà thằng diêu và theta và từng cái phần là phát triển này này, từng cái đa thức này đó nó là như thế nào, thì mình giải ngược. Thật ra tôi biết là thuần nhưng mà mình phải giải ngược. Thứ nhất á, là mình phải giải cho thằng 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 thằng, thằng pi trước, đúng không, là cho cái thằng theta, tức là cái phương trình phía dưới á đúng không. Sau đó mình dùng cái thằng pi này mình đem lên cái thằng L, rồi mình giải cho thằng Q, là cho thằng U kia, đúng không. Thì cái ý là như vậy. Còn phương trình này á, tại vì bây giờ mình hết thì giờ rồi, tôi muốn nói đến cái Lagrangian thì mình không 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 vô chi tiết. Thì phương trình này á, nếu mà anh chị em sinh viên nào mà muốn thích á, thì là cứ lấy cái dạng này rồi lấy đạo hàm để bỏ vô phương trình, rồi mình cân bằng hệ số của từng cái số mũ là nó ra hết. Mà chứng minh thì nó phức tạp hơn nhưng mà có thể dễ dàng tìm bằng bằng cách đó. À, thì cái đó là cái này. Ok thôi bây giờ mình hết thì giờ rồi, thì có ai có hứng thú thì đọc thêm chi tiết, mình sẽ đưa sau ha, tôi sẽ đưa sau. Bây giờ mình qua Lagrangian trajectory. Thì cái dạng Lagrange đó, thì tại vì là Navistock có cái nghiệm á, mà cái từ khởi đầu thì thời thời gian zero đó, thì nó turbulence này nọ rồi, thành ra mình đợi cho nó lâu. Khi mà nó lâu đó, thì nó rất là tốt, mà khi mà nó rất tốt đó, thì mình giải được cái u prime mà u x x prime mà u xc đó, thì mình giải tốt được. Thì bây giờ thì mình biết chắc chắn là cái phương trình này giải được khi mà thời gian lâu, thì thành ra mình giả sử luôn là thời gian lâu thì mình có một cái nghiệm Lagrange ha. Bây giờ tôi nói cái ý thôi. Thì bây giờ nhớ là mình có là U là đi từ Navistock, rồi X mới giải là phương trình này đúng không, phương trình ODE ba chiều đó nghe, ba chiều thôi. Nhưng mà cái chính là cái U này á, nó là ẩn, không phải ẩn đấy, nó ẩn theo cái nghĩa là hàm ẩn, cái implicit á, cái view này mình không có biết nó mặt mũi ra như thế nào hết, cái đó mới là cái khó, tại vì nó là nghiệm của Navistock đúng không. Nhưng mà trong trường hợp này thì mình có là phát triển của Fourier, thì phát triển của Fourier nó cho, tất nhiên là mình cũng không biết mặt mũi của thằng thằng view là thật sự ra sao, nhưng mà nó cho một mình rất thông tin rất là chính xác. Và cái phần này xấp xỉ ấy, thì nó nhìn rất là đơn giản, là tại vì là cái QN này á, là cái đa thức theo T, nhưng mà ok, nhưng mà cái giá trị nó là cái giá trị hàm đúng không, nhưng mà từ đó mình cũng vẫn suy ra được thôi. Thì bây giờ hơi chi tiết mà hơi kỹ thuật một chút là đúng không, mình lấy U là mình xấp xỉ bởi cái tổng hữu hạn đúng không, đa thức nhân hàm mũ thì nó giảm rất là nhanh. Thì một một chút về mặt kỹ thuật đó, là mình nói là đó là dùng cái chuẩn gì, thì cái chuẩn này là chuẩn Sobolev, và Sobolev mà chuẩn rất cao đó, thì trở thành cái chuẩn gọi là chuẩn SUP, là anh chị em sinh viên nào cũng biết đúng không, chuẩn SUP đúng không. Thì mình khi mà mình biết là chuẩn SUP rồi á, thì trong trường hợp n bằng 1 nè, thì mình nói là bên phải nó cũng giảm exponential, bên trái n bằng 1 cũng giảm exponential, thì cái hàm U này nó cũng có giảm exponential đúng không. Thì thằng hàm U này nó giảm exponential mà dùng chuẩn SUP nha, dùng chuẩn SUP đúng không. Nếu mà hàm U mà dùng chuẩn SUP mà nó giảm exponential thì mấy anh chị thấy là gì, cái này mà mình dùng là
Newton Leibniz lên đúng không? Tôi biết nhà vậy trước ha. Cái này chút nữa mình cũng cũng viết lại, nhưng mà đó dùng ý thì cái này mà giảm exponentially đúng không? Thì tất nhiên là cái này mình lấy t ra vô cùng thì nó có nghĩa vậy thôi đúng không? Thì cái nhận xét ban đầu của mình đó là trong trường hợp này cái thằng xt nó sẽ tiến dạng mũ, tiến về dạng mũ về một cái điểm cố định nào đó, một điểm nào đó đúng không? Thì chứng minh cũng dễ thôi. Tôi đã vừa mới viết xong là mình dùng Newton Leibniz hoặc là Fundamental Theorem of Calculus, định lý cơ bản của vi tích phân. Mình viết như vậy. Và khi viết như vậy rồi thì cái thằng U này á, nó lên giảm hàm dạng mũ đúng không? Thì mình lấy T ra vô cùng được. Tại vì tích phân từ 0 đến vô cùng của cái hàng mà Y mũ trừ T chẳng hạn đi thì nó là hữu hạn. Thì lúc đó là mình lấy là ra vô cùng được, tức là cái limit, cái giới hạn của thằng xt mà t ra vô cùng đó là một điểm. Thì khi mà mình lấy cái phần dư á thì mình đây là không, tức từ không đến từ t đến cap t đến t đúng không? Đây từ cap t capital t lớn đến vô cùng thì khi trừ ra nó là từ t nhỏ đến vô cùng, mà cái thằng dư này nó là exponential decay rồi, exponential decay là giảm mũ rồi, thì là tính tích phân nó cũng ra giảm mũ thôi. Đó là một cái nhận xét đầu tiên. Thì từ nhận xét đầu tiên này mình thấy là bây giờ mình muốn nghiên cứu thằng xt đúng không? Mình không biết mặt mũi nó làm sao, mà mình biết nó đã giảm về extra rồi, extra rồi. Thì bây giờ mình còn nghiên cứu thằng xt trừ extra thôi thì mình gọi là gt. Đúng không? Mà mình ít nhất là mình biết là thằng gt này là đó nó giảm mũ rồi. Nhưng mà cái vấn đề chính là gì? Mình có một cái điểm cố định extra để mình ghim vào đó mà mình có những cái thông tin mới. Thì cái này đó nhìn nó rất đơn giản, nhưng mà thật ra là cái ý này tôi với anh giáo sư Cao Tiến Đạt với là giáo sư Kiều Trí Thịnh là dùng cái ý này và làm một cái bài toán khác. Là tại vì mình phải có khởi đầu một cái thằng extra nào đó để mình ghim vào đó rồi mình dùng các thông tin khác. Thì các thông tin khác là gì? Các thông tin khác ở đây chỉ là khai triển tay lo thôi. Tôi nhắc lại, đây là cái khai triển của Fourier. Thì mỗi cái QXT này á, là nó là đa thức theo T. Nhưng mà theo mỗi T á, thì QNX á, là một hàm X. Thì ban đầu á, nếu mình chuyển từ functional là giải tích hàm mà xuống gọi là giống như real analysis là giải tích cổ điển á, thì cái thông tin kia mình là qn t, thì là t mỗi cái qn x là một hàm trong x. Thì bây giờ mình đã có thằng extra rồi thì mình có thể là phát triển mọi cái thằng qn này nè. Đó, tôi viết dạng là đa thức theo t và cái này là một hàm trong x, thì bây giờ mình khai triển tất cả around x, xung quanh cái extra, thì mình có một khối thông tin rất là lớn. Thì ở đây mình tôi viết lại đó, tức là khi mà mình vừa dùng phát triển Taylor của cái UNK này nè. Đúng không? Nhớ là QNK này á, QXT là đa thức theo T, nhưng mà nó là một hàm theo X, mà hàm theo X này không phải là đa thức theo X nghe, có thể cos X, sin X, đủ thứ hết. Đó, trong không gian trong cái vùng bị chặn á thì nó còn phức tạp hơn nữa. Thì mình khai triển, thì khi mình khai triển á, thì mình có một cái này nó là đa tuyến tính. Thì tất cả các polynomial khai triển đây là đi từ polynomial mình viết ra thành đa tuyến tính, đúng không? Thì mình viết được đa tuyến tính thì mình có là mình có thể xấp xỉ cái thằng QNX này nè là tại bằng bất cứ cái bậc nào rất là tốt khi mà X tiến tới X0, X star. Thì tất cả các thông tin này bây giờ rất là dễ sai, là tại vì tất cả đều trở thành linear algebra, đúng không? Đó thì tôi chỉ nói cái ý là vậy thôi. Thì bây giờ mình tìm cái dạng khai triển của nó, mà nhớ nha, bây giờ tất cả mọi thứ mình viết là khai triển Taylor của thằng QNX, mà khai triển cỡ nào thì tùy mình thôi, mình thích mình cần đến độ chính xác bao nhiêu thì theo x thì là mình khai triển cao đến bậc đó. Đó thì tôi viết vậy.
Đó, viết lại là như vậy này, hoặc là viết viết kỹ hơn là vậy. Cái chính là mình nhớ khúc này thôi, còn khúc này là phần dư, mà phần dư của mình rất là tốt ha. Đó thì bây giờ denote nè, cái SD là bằng XT minus extra. Mình đã biết là GT là nó giảm giảm theo kiểu mũ rồi. Thì bây giờ mình bắt đầu, thì sau này á là mình bỏ QXT vô. Thì QXT á, nhớ không, tức là cái này là G này, X là G, mà bây giờ G này là trở thành GT. Giờ khi mà để QXT vô á, thì cái chính á, là cái này nó vẫn vẫn chúng vẫn là cố định, tại extra cố định, nhưng mà G này là phát triển bây giờ phụ thuộc vào GT, đúng không? Đúng không? Cái này là polynomial theo G thôi, nhưng mà bây giờ trở thành GT. Nhưng mà cái chính quan trọng là đây này, cái này á, tại vì có cái extra thì là cái này nó cố định, đúng không? Thì bây giờ mình cứ dùng cái heuristic argument thôi nha, là có lý thôi. Thì giả sử mình có thằng GT nó có phát triển là zeta nt, mà zeta n này á, là đa thức ha, LT. Thì mình có phương trình của mình là gì, g prime bằng, nhớ không, g nó bằng là x trừ extra, thì cái đạo hàm của nó chỉ là x prime thôi, tại extra là constant. Thì extra bằng uxt, mà uxt của mình bây giờ là mình biết rồi, nó cỡ như là gì, q xtt y mũ trừ mu kt, đúng không? Thì bây giờ đây là g, đúng không? Bây giờ lấy đạo hàm thôi, mình lấy đạo hàm heuristic argument mà là lý luận có lý thôi. Thì mình cứ lấy đạo hàm từng term by term đi, term by term, từng từng gì ta, term by term. Ok, lấy qua qua tổng ha, lấy đạo hàm qua tổng, thì cái này nó ra cái này. À, còn cái này á, thì mình đã biết rồi, mình viết tất cả theo 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 khai triển Taylor. Thì khai triển Taylor thì có phần này là thằng, phần này là đa thức, còn phần này là thằng G. Ok, thì cái thằng G này á, thì nó lại là thằng G này thì mình lại là dùng cái tổng này, đúng không? Mình viết cái dạng là thằng, mỗi thằng thằng G này M lần, thì mỗi thằng G là một cái tổng, đúng không? Thì bây giờ cái thằng Q này á, nó là đa tuyến tính, đúng không? Thì mình cứ lôi mấy cái thái sum này ra hết, thì còn lại là những cái gì, cái đa tuyến tính nhân cho từng cái thằng zeta n này, đúng không? À, tất nhiên là bây giờ mình lôi mấy thằng mũ ra, thì môi cái thằng mũ ra đó là minus sum là tổng của thằng mu j1 với lại là mu k. À, bây giờ mình chưa xài cái này ha. Bây giờ mình Luân còn thấy 2 phút nữa Luân à. Ok, chắc đủ rồi. Cái này là bên trái minus mu n có một đống, đúng không? Bên phải là một đống cái minus mu, thì có một đống nữa. Thì bây giờ mình cân bằng hệ số thôi. Khi mình cân bằng hệ số thì tất cả mình dùng theo mu n ha, tất cả mình dùng theo mu n. Thì bên trái là mu n, thì muốn cân bằng hệ số thì cái tổng này nó phải bằng mu n chứ, đúng không? Thì phần còn lại là gì, là một đống sum này của những cái term này vậy thôi, đúng không? Ok, vậy xong rồi, cảm ơn Ngô Khải. Rồi, định lý là trong trường hợp nào đó, đúng không? Thì đối với một nghiệm là Lagrange, thì mình có phát triển là extra cộng cho tổng của sai n y trụ mũ trừ trừ mu nt, mà sai n này á, mỗi cái nó là một cái đa thức theo t, và giá trị của nó là trên an, đúng không? Và mỗi cái zeta n này á, nó sẽ khỏa cái phương trình mà mình vừa vừa kiếm bằng cái lý luận hợp lý. Đó. Rồi, thì cái đây là cái ý chính, thì con máy mấy chữ phụ chứng minh thì mình phải là verify, mình phải là nói là cái ý của mình làm trên là nó đúng, thì mình phải làm cẩn thận là chứng cho chắc ăn là cái hồi nãy mình tìm ra là nó chính xác. Rồi sau đó là có nhiều ở đây, tôi viết ra cái ý ở đây, thì ai muốn thì có ý thích thì đọc thêm ha.
rồi sau đó là có các trường hợp khác, các trường hợp đặc biệt, ví dụ trên biên, cái extra này giờ nằm trên biên thì cái nó sẽ tiến tới đây mà nó giảm mũ, mà mũ với mọi cấp chứ không hẳn là nó không có phát triển, không cần phát triển nữa, tại vì là nó giảm mũ với mọi cấp. Rồi sau đó là trường hợp mà nó không có zero average, không có là trung bình bằng không, thì mình dùng Galilean, cái biến đổi Galilean vậy thôi. Thì cái tôi hy vọng là cái bài này mình trình bày một vài ý về các nghiên cứu hiện nay mình đang tập trung để cho mọi người tham khảo, và ok trình bày cho mọi người biết vậy ha. Thì hy vọng là mọi người có ý kiến gì thì cứ tự nhiên ha. Rồi xin cảm ơn mọi người, xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn giáo sư Lâm. Bây giờ thời gian đặt câu hỏi.